Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Trong video clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà đưa một thông tin doanh nghiệp của mình lên Google Maps không cần xác minh qua thư nha bạn. Thì như đơn giản như ở đây mình đã đưa cái doanh nghiệp của mình lên Google Maps cách đây khoảng chừng 2-3 năm mà bạn. Rồi thì trước tiên bây giờ mấy bạn vô Google, gõ cái từ khóa Google Maps nha. Rồi sau đó mấy bạn bấm Enter. Mình sẽ đi vô một cái trang web Google Maps của Google. Thì bên tay trái của bạn là có thêm menu nha. Bạn bấm sổ xuống, thêm địa điểm bị thiếu hoặc là thêm doanh nghiệp của bạn cũng được nha. Rồi thì mình vô đây là mình sẽ bấm cái tên doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn công ty dệt may hay là công ty dầu mỏ hay là công ty gì đó thì bạn search vô, gõ vô. Còn mình thì mình để tinh dầu dầu bưởi nguyên chất nha. Rồi tiếp sau đó là ở phần danh mục thì ở đây nó có rất là nhiều danh mục: công ty, rồi nhà sản xuất, nhà phân phối, cửa hàng thực phẩm thì nhiều lắm. Thì bạn cứ gõ vô theo ngành nghề của bạn là được. Mình thì mình để công ty dược phẩm nha. Rồi thì bây giờ mình tiếp theo. Nó sẽ qua một cái trang mới, nó hỏi mình có muốn thêm một vị trí mà khách hàng có thể ghé qua như cửa hàng hoặc văn phòng hay không. Thì mấy bạn bấm có nha. Nói như vậy đó bạn. Các bạn bấm có vô. Rồi nó hỏi địa chỉ của mình. Ví dụ như mấy bạn ở Trung Quốc hay là Đài Loan gì thì có thể chọn cái địa điểm ở Trung Quốc hay Đài Loan, còn mình ở Việt Nam thì mình để Việt Nam nha. Còn địa chỉ đường phố. Địa chỉ đường phố ở dưới đây là thành phố. Quốc lộ 54 xã Ngã Tứ, huyện Tam Bình. Rồi ở dưới là tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh thành phố Vĩnh Long nha. Rồi cái mã bưu chính nè bạn. Các bạn search lên cái Google là mà mã cái bưu điện ở gần bạn nhất á. Ví dụ như bạn ở Tam Bình như mình á thì gõ lên cái từ khóa bưu điện xã huyện Tam Bình, rồi nó cho cái mã bưu điện của bạn. Rồi bạn sao chép này. Cái mã bưu điện này lần nữa nó mặc dù là cái bài viết này mình hướng dẫn cho bạn làm xác minh bằng thoại nha, nhưng mà nhiều khi bị trục trặc á, nó cũng cần phải bắt xác minh qua cái thư nha. Rồi sao chép mình dán vô. Cái địa chỉ nãy mình viết lộn để mình sao chép lại, rồi mình viết lại. Rồi Ctrl V. Thành phố Vĩnh Long. Cái này do là mình đã đưa nhiều vị trí lên gọi bạn nên bây giờ nó sẽ hiện lên cái thông báo là có phải mấy doanh nghiệp đúng không? Mình nhấn là không phải. Rồi cái khu vực này là bây giờ á mấy bạn muốn mà xác minh bằng cái điện thoại á thì mấy bạn làm cứ làm như mình nha. Mình giả giờ mình kéo tới kéo lui trên cái bản đồ đây bạn, rồi xong cái chút xíu mình hả mà bấm vô ok nha. Đó mình cứ kéo đi, mình phóng to lên kéo đại đi, tại vì Google nó sẽ đánh giá mình coi mình có làm theo kỹ lưỡng thì là hay là mình cứ làm qua loa không nha. Đó bây giờ mình kéo này, bên đây bên nhà nội mình nè. Đó ngay chính xác nhà nội mình đó bạn. Rồi tiếp theo đó, bây giờ nó hỏi bạn có bán hàng trực tuyến hay là cung cấp tại nơi. Thì mấy bạn có bán hàng trực tuyến thì các bạn bấm vô khu vực này. Bạn có thể là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, mấy bạn có thể thêm vô nhiều nha. Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mấy bạn nói chung vô thì để thành phố Hồ Chí Minh không cũng được, mình để thành phố Hồ Chí Minh không nha.
thành phố Hồ Chí Minh. Rồi nó hiện lên gợi ý vậy bạn. Các bạn có thể lên gõ thêm là thành phố Hà Nội, thành phố Vinh gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số điện thoại vô. Ở dưới đây là cái địa chỉ trang web, nếu mà mấy bạn có trang web thì chút xíu mấy bạn nhập vô. Mình nhập số điện thoại vô nha. Không 773 793 575. Rồi thì bây giờ tới cái địa chỉ trang web mấy bạn không có thì chút xíu nó sẽ tạo cho mình một trang web miễn phí các bạn. Rồi các bạn có thể bấm tiếp theo để mình qua cái bước khác. Đó các bạn thấy không, thông thường là nó sẽ gửi về cho mình là một cái bưu thiếp, trong đó có 6 cái chữ số để mình xác minh các bạn. Nhưng mà bữa nay thì mình chỉ cho các bạn cách hồi nãy là mình giả giờ mình kéo tới kêu lưu trên bản đồ á, để mình cho nó nhận cái mã xác minh qua tin nhắn luôn nha. Rồi mình nhấp vô xác minh. Ok đó bạn. Tiếp theo. Rồi bây giờ mình có thể cài đặt ngày giờ. Ngày giờ mở cửa các bạn. Cái này tùy theo các bạn nha, thí dụ các bạn 6 giờ sáng mở cửa, hoặc là rồi tới chiều 5 giờ các bạn đóng cửa thì các bạn cài giờ. Còn mình này mình làm nhanh gọn cho bạn nên mình không có cài giờ cho chính xác nha. Rồi thêm một mô tả. Các bạn có thể viết cái mô tả ngành nghề bạn cung cấp cái gì đó. Mình thì mình chuyên sản xuất phân phối tinh dầu vỏ bưởi. Thì mình viết vô chuyên sản xuất phân phối tinh dầu vỏ bưởi nha. Bạn ví dụ như bạn bán điện nước hay hoặc là cung cấp một cái ngành nghề gì đó bạn. Thì bạn có thể gửi vô đây. Đặng khi nữa là người ta sẽ bấm vô cái trang doanh nghiệp của mình. Người ta vô cái phần giới thiệu thì nó sẽ hiện lên cái ô nè bạn. Các bạn coi cũng có thể để số điện thoại lên luôn. Nhưng mà chút xíu trên website nó có để cái điện thoại các bạn. Là mình tự động mình bấm vô cái là nó gọi luôn à. Nếu mà mấy bạn đang tìm kiếm trên Google bằng điện thoại thì vô trang doanh nghiệp thì nó sẽ hiện cái nút gọi. Bạn cứ bấm vô là nó gọi cho cái số đã lưu trên đây. Rồi các bạn có thể tải một vài hình ảnh lên. Đó, các bạn chọn hình ảnh nào cũng được. Rồi trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm đăng tải hình ảnh lên website các bạn. Đó bây giờ nó chuyển qua cho mình cái trang quảng cáo rồi bạn. Các bạn có thể quảng cáo. Nhưng mà quảng cáo này thì mấy bạn có thể bỏ qua. Cái trang web của mình thì nó cái tên miền thì theo cái tên hồi nãy mình làm với bạn. Nhưng mà mấy bạn cũng có thể mua cái tên miền nè. Cái này là mình chỉnh sửa là mình có thể là chèn cái website của mình vô. Ví dụ như mình là https gọi thiên qua sân vn.com thì mình sạch vô. Còn mang trang web nào mấy bạn thì mấy bạn gõ vô cũng được. Mình thì bấm cho mấy bạn coi thôi chứ mình không có lưu nha. Tại vì mấy trang kia là mình có website, có để cái website này rồi.
Rồi các bạn nếu mà không chưa có cái website thì bây giờ bạn có thể tạo tài khoản nè, tạo website nè, đang tạo website cho bạn nè. Đâu đó, cái giao diện này hiện tại chưa đẹp lắm nha. Mình đã có một video để hướng dẫn các bạn chỉnh thay đổi cái giao diện này cho bắt mắt nha bạn. Đây là chủ đề, đổi kích cỡ chữ, phông chữ của đó bạn. Bạn có thể tùy chọn đây nè, đó. Rồi các bạn có thể chỉnh sửa, coi chỉnh sửa gì đó. Rồi tóm tắt cái này mấy bạn không cần thiết làm cũng được nữa, mình thay đổi sao. Rồi nếu không có gì nữa thì các bạn có thể bấm xuất bản. Đó. Rồi bây giờ mình vô xem trên web nha. Hiện tại tại mình chưa có đăng cái gì hết trơn lên cái trang web như vậy các bạn. Đó, có nút rồi đó. Tìm đường. Hiện tại chưa có gì hết tại vì mình mới có làm mà chưa có thông tin gì hết nha. Trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm đăng tải hình ảnh hoặc video lên. Rồi các bạn có thể gắn cái tên miền khác cho cái website của bạn. Các bạn có thể gõ cái từ cái tên miền nào các bạn thích đó, vô coi vô trong đây thử coi nó bao nhiêu nha. Mình gõ thử cái tên miền lúc trước mình xài nha, mình bỏ rồi. thiênhoasân.com. Lúc trước là do công ty nó làm nha, rồi công ty nó làm rồi lâu lâu mình nó bị trục trặc vậy đó. Cái kêu tiền cà phê cà pháo hoài mệt quá, mặc dù nó nói là nó bảo trì vĩnh viễn, mình mệt quá anh bỏ luôn rồi mình tự thiết kế luôn. 280 mấy ngàn năm, này trang web này của mình là do mình tự thiết kế nè. Hiện tại thì mình cũng đã xác minh rồi cho Google đặt quảng cáo luôn bạn. Cái giao diện này mình có một video đã hướng dẫn rồi, đổi cái giao diện rất đẹp và miễn phí luôn. Nó cái giao diện nó đẹp hơn là cái giao diện của Google nha. Rồi video tới đây là kết thúc các bạn ơi, xin cảm ơn các bạn đã xem video nha và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.